mấy tháng trời người ta đều thấy vậy hết trơn luôn. Coi lại cậu chết ở trong vòng một năm đó ha, lúc sớm ai cũng đều thấy chưa. Ba mẹ nó bắt hồn đó ha, bắt hồn nó mà đi ăn chơi rồi về chùa đó. Ông sư kêu á, mua thử á, hình như 30 mét vải cây đỏ, rải bột lên, trên cái miếng vải đó không biết, gọi hồn cho gia đình mình tin đó, con hiểu không? Gọi hồn mà khi mà hồn về rồi đi, cái dấu chân bước từ cái vải đỏ đó bước vô trong chùa đó thì có dấu chân đi hết. Hello, chào cả nhà, ngoại chào các cháu. Ngoại sẽ kể câu chuyện này tâm linh nha. Thì coi như là cái vùng quận 2 mà ở ngay chỗ cầu Công Cậy á, gần Công Cậy đó, có cây đa đó là trên 100 năm rồi đó. Rồi á, một hôm cũng giống như là người ta làm nhà với người ta rồi sạt lở với lại mưa ốc mà sạt lở thì coi như là cây đa nó chốc gốc rồi. Nếu mà chốc gốc mà ngã xuống một cái là chết người với lại sập biết bao nhiêu căn nhà luôn á. Tại vì cái cây đa nó quá to mà nó già tuổi rồi. Thì có một cậu bé đó hả, cậu bé đó đang nằm ngủ vậy cái giật mình vậy kêu mẹ cậu với ba cậu lẹ lẹ chở con đi đi chứ con đi xe đạp lâu lắm không kịp, mẹ chở con đi xuống chứ chỗ cây đa đi. Cái mẹ hỏi mẹ cậu hỏi với xuống cây đa làm gì, nói mẹ Quan Âm á với mẹ Nam Hải mới báo mộng cho con nè, đưa cho con cái bình nước cam lồ á, phải không, kêu con đi lẹ đi vô con đang cầm nè, mà cậu nói còn ra giấu chứ đâu thấy gì đâu. Mẹ lẹ đi chở con, thì nhảy lên xe ba cậu chở rồi đi. Cậu đi xuống dưới thì dân chúng rồi người ta hoang mang, người ta la quá trời luôn. Nếu mà ngã cũng không có lấy cái gì mà chổi nổi chứ. Xe giờ có xe nâng mà vô á, đè luôn, xe nâng nhẹp luôn á. Cậu vừa xuống là cái cây đa nó vừa siêu siêu vậy nè, siêu siêu ngã vậy nè. Cậu lấy cái tay, cậu giống như là phim mà kể cái chuyện này hư cấu ha, nhưng mà sự thật có. Cậu lấy cái tay cậu đỡ nhẹ cây đa đứng lên luôn đó. Hiện tại giờ cây đa nó nằm ở dưới ngay chỗ Cộng Cậy, đi xuống chút xíu có cái hẻm đó. Thì cậu đó năm nay cái chuyện này thì cũng lâu rồi, nhưng mà cây đa đó hả thì trên 100 tuổi rồi. Còn cái chuyện mà cậu bé này á, thì năm nay á, cậu bé này chắc cũng gần 20 tuổi. Nhưng mà cái thời điểm cậu nói là mẹ Quan Âm báo mộng cho cậu á, là cậu khoảng chừng 9-10 tuổi. Đó. Thì câu chuyện nó như vậy, hiện tại giờ á, ở bên quận 2 cũng còn đó. Còn á, ngoại kể cái câu chuyện này nó hơi ngắn, và ngoại sẽ kể tiếp theo. Thì hồi... cái chuyện này cũng xa xưa lâu lắm rồi. Này bây giờ tính ra là cũng mấy chục năm mà. Đó. Thì coi như là hả, cái thời điểm đó mình chuyên môn là chụm củi rồi, nhà nào mà có nấu lò xô rồi ha, thì nhà đó có dạng sang đó. Thấy không? Cái thời điểm người ta gọi là tư bản đó. Còn như là chụm củi không mà có tiền thì chụm củi đước mà đập vỏ. Ha. Còn không có tiền mua củi tầm bậy tầm bạ, cây mắm, cây bần, cây dẹt gì chặt phơi bán đại cho mình mua, đo thước mình mua thôi. Thì cái ghe củi này tội nghiệp lắm. Chở lên hả, nhưng mà củi toàn là chuỗi chất lượng nha, củi đập vỏ không đó. Chở đi sao không biết nữa. Tới ngay chỗ cái eo quận 4 đó, cái eo bên Cù Lao hiện tại giờ bên cầu Nguyễn Cừ đó. Thì chìm thì dân chúng người ta xuống người ta phụ, người thì có người thì người ta phụ, người ta vớt, người ta liện lên bờ giùm. Nhưng mà liện lên bờ nhiều người cũng hôi của dữ lắm, ta liện lên bờ như mấy người đó lụm hết trơn, tại vì cái thời điểm là củi cũng mắc có giá đó. Thì coi như là liện bờ mới bao nhiêu còn lại ít chút ít thôi, còn như là người ta gom người ta lấy hết làm sao mình nói người ta được đó. Thì có cậu bé này cậu mới thấy nhà bà mình cũng chụm củi mà mới lấy về. Cái tới chừng mà cái ghe nó nghiêng đi, cậu đâu có để ý bất cẩn, ghe ụp lại thì cậu nằm ở trong đó, trong cái lườn ghe đó chết. Bà ở nhà không đâu có ai biết gì,
Ba mẹ thì mất đi làm, mất đi buôn bán sinh nhai mà. Còn á hả, còn có một hai đứa em ở nhà. Ba đứa mà còn con bé kia nhỏ xíu à. Đó. Cái con bé mà kế cậu đó thì mới đi kiếm. Tại vì nãy anh mình đưa củi mình ôm về rồi, bây giờ sao không thấy? Mới hỏi mấy người mà vớt củi đó, hỏi chứ thấy anh con không, nãy giờ thấy anh con lên không? Bà là con kiếm biểu đi kêu về, sao con kêu không thấy? Đó. Thì coi như là người ta đi kiếm, đi trên bờ người ta đâu có nghĩ gì đâu. Tại vì cũng lớn rồi, 13 tuổi rồi. Đó. Đặng rồi, giỏi lắm. Nhưng mà có một cái là bị cái ghe nó vậy thôi, đâu có chống nổi. Cái sức thì còn nhỏ mà cái ghe nó lớn là sao mà chống nổi, lật lại nổi. Cho nên cậu chết. Đó. Thì coi như là hồi xưa ở đó, chỗ đó thì có cái cầu. Cái cầu Kiểm Lâm á, con biết không? Nhưng mà dân chúng ở đó người ta chuyên môn tới đem rác người ta đổ với mấy sông không, chứ chưa có vụ mà chưa có gom rác mà tới tháng đóng tiền. Đó. Thì coi như là ở mé sông trước thì cũng có ghe để cho cầu đổ rác mé sông sau không vậy. Rác nó trôi lên luôn. Ban đêm mà cậu hả đi cái cậu sáu ở lối sớm mà đi xuống sông đạp ngay cái giò nó. Trời ơi, cậu la lên quá trời thì đem lên xốc nước. Xốc nước, xốc đâu có được. Cứ ngắt rồi sao xốc nước được. Thì cậu mất. Cậu mất thì trời ơi, dân chúng ta đem lại thôi, bà cụ xỉu lên, xỉu xuống luôn. Ba mẹ cậu về. Trách móc nói nhà sao không kêu, không nói mà nó đi làm sao mà mình biết được. Bà cụ nó cũng già rồi, làm sao mà biết ở đâu mà kêu cháu. Đó. Thì cái vụ đó là cậu mất rồi ha. Thì coi như là đem về đó, ba mẹ về thì lo mua hàng, mua đồ tẩn liệm rồi. Thì một đêm đó thì coi như là hình như là ba ngày mới đem nó đi. Đó. Thì một cách một cái đêm mà bỏ liệm rồi ha, một đêm sau đó thì cái đi vô cái chùa thì ba mẹ cái cậu đó tính là đem vô chùa đó gửi. Tại vì uy cái chùa đó mà lâu quá ngoại quên biết cái chùa gì. Đó. Quy y cái chùa đó đi cái hả ông chủ trì đó thì chiều mà ổng ưa đi dạo giống như đi thể dục vậy đó. Ổng đi vòng 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 ở đằng trước ổng coi. Thì ổng ra chánh điện rồi ổng coi xong ổng mới đi ra ngoài chỗ mấy cây kiển. Ổng vừa đi ra mấy cây kiển thì ổng thấy một cậu bé đó sao mà người ướt sũng à. Mà đứng lấp ló lấp ló. Cái nói mưa rồi sao con không về đi. Nói mưa con vô đây con đục mưa con nghe kinh. Cái nói thôi con đi về đi để ba mẹ con trông đó. Nói ông ơi cho con vô đây đi. Con vô đây con nghe kinh đi. Cái nói không được con đi về để ba mẹ trông. Với lại con về con thay đồ đạc chứ người ướt sũng mà sao vô được. Ông sư đó. Ông trụ trì ông nửa đùa nửa thật cũng nói 10 người con ướt sũng mà thầy Phật nào rồi mà chứng kiến mà cho con vô. Nói con chưa dám vô chừng nào á sư cho con vô con mới dám vô. Đó. Thì ổng cũng nói sợ là mấy đứa bụi đời cái thời điểm đó con biết không? Mấy đứa bụi đời đi lang thang rồi nhiều khi á cha mẹ đuổi ha xô gì đi lang thang vậy mà bây giờ ổng cũng chứa được. Cái chùa ổng là không có chứa trẻ con. Đó. Cái hả con biết sao. Coi như là cái ổng nói vậy đó. Ổng kêu ra cổng. Thì kêu cái cậu bé ra cổng. Thì ổng nghĩ như là người thôi. Chứ ổng đâu có nghĩ là cái hồn của cái cậu mà té mà chết trôi đó đâu. Phải không. Ổng kêu ra cổng xong đóng cửa ổng đi vô. Thì sáng hôm sau á. Ba mẹ cậu đem cho chôn rồi. Chôn hình như là bên Vọng Tố nè. Nghĩa trang Vọng Tố á. Thì chôn rồi á. Mẹ ba nó mới ôm cái tấm hình đem vô gửi chùa. Còn cái bà dị thì đem về cho nó về nhà. Rồi á người ta bàn người ta mới nói là tại vì bà nội còn. Mà giờ đem bà dị với cái bàn thờ nó về thì mang tội, không có được. Cho nên ba mẹ nó mới đem hết vô luôn.
Thì vô tụi chị cũng thấy là ông hết hồn giật mình liền. Ông nói trời, cái cậu bé này mới hồi tối hả, thấy người ướt sũng đi vô đây, thì ông đuổi ra, ông kêu ra mà sao bây giờ lại hả, cầm cái bài vị với hình vậy đó. Ông sợ mà ông làm thinh luôn, đâu có dám nói, biết không? Nói nếu mà nói ra thì nói là con nó mới chết mà tại sao mà ông nói vậy nè nọ. Rồi qua cái vụ đó rồi ha, cái ở lối xóm mà đem cậu đi xốc nước đó, thì coi như là giác đi lối xóm mà người này truyền qua người kia giác. Lúc đó người ta quán mà ta luôn có nghĩ mà giác mà chút nó xuống nó mệt ngộp thở, biết không? Chứ đi dằn dằn vậy nè, trời, chút cái đầu nó xuống mà nó dằn dằn tội lắm. Nếu còn biết bây giờ ở đó người nào mà người ta đi làm về á, mà đi làm về trễ á, thì hồi xưa là cái ngành hải sản là làm tùy theo nguồn hàng, nếu mà hàng nhiều quá phải làm trễ, có khi về tới sớm đó, sẽ ca đưa về tới chỗ 11, 12 giờ đêm luôn. Thấy ngồi chù hụ ngay chỗ cái cây mận nhà của ngoại đó, cái cua quẹo vô là thấy ngồi chù hụ vậy đó. Cái chừng mà thấy người đi đông quá cái gục cái mặt xuống, không cho thấy mặt, gục cái mặt, cái đầu sụ xuống vậy đó. Có người mà người ta đi sớm quá phia đó, người ta đi sớm mà người ta cũng vẫn thấy đó. Thấy người ta vô, người ta nói với ba mẹ nó, tôi nói hả, rồi tội nghiệp lắm, nó chứ không ai thấy nó rõ ràng luôn. Nó thấy hả, ngồi vậy mà đi, người ta đi ngang không có ngước cái mặt lên, ngước mặt lên sợ như là ở lối xóm người ta sợ quá đi rồi, người ta chết người ta xỉu rồi, mang tội, tội nghiệp lắm. Cái hồn cũng khôn, phải không? Mà bà, mấy tháng trời người ta đều thấy vậy trơn luôn. Coi lại cậu chết ở trong vòng một năm đó ha, ở lối xóm ai cũng đều thấy trơn. Nhất là ngay chỗ cái cục đá mà ngay chỗ nhà của ngoại hồi xưa có cục đá bự, thiệt là bự, là cái đó là cái trụ cột của chạy cưa đó. Rồi mấy ổng đem lên rồi á, tới đó là lấy không nổi mà bỏ đó luôn. Thì coi như tối là thấy ngồi ngay chỗ cái trụ đó, trụ đá đó, nhiều vong lắm luôn á. Không biết hư thai đồ cũng đem lại luyện đó, hồi đó mình chưa có nhà ra sầm phước không biết đó. Điện đại luôn chứ không có chôn. Có chôn gì hết trơn. Hồi xưa là ngay chỗ đó là con biết không, đâu có tráng nền đâu, đất rồi rồi cỏ lùm rồi không, biết không? Mà cái cục đá này đã có rồi, sau này á làm đường rồi tụi mới kéo cục đá nó lăn lên nó để. Nhiều khi người ta hư thai đồ, người ta luyện đại, người ta quăng đại như còn nhỏ rồi vậy, con hiểu đâu có, chưa có hình thành đó, biết không? Tao quăng đại nhưng mà cái đó là cũng có cái vong, cũng là một cái sinh linh của người ta đó, con biết. Sau này á, nói với gia đình nó, mẹ nó mới thấy vậy á, mới nhờ á, chú nó, bác nó là cái anh đó là con nuôi của bà cụ, mới hả lên nó nhờ ông sư xuống cúng gọi hồn đó. Là cái lúc mà đem tới đó bỏ nó nói mà nó chết rồi á, thì coi như là người ta khiêng nó về, người ta để nó nằm ở dưới, người ta áp nhau ta mới khiêng nó về đó. Thì nhờ cúng gọi hồn, con biết sao ba mẹ nó bắt hồn đó ha, bắt hồn đó mà đi ăn cho dồi về chùa đó. Ông sư kêu á, mua thử hình như 30 mét vải cây đỏ đó, rồi rải phấn lên, rải bột lên trên cái miếng vải đó, con biết, gọi hồn mà cho gia đình mình tin đó, con hiểu không? Gọi hồn mà khi mà hồn về rồi đi, cái dấu chân bước từ cái vải đỏ nó bước vô trong chùa đó thì có dấu chân đi hết đó, con biết. Là cái thời đó đó thì nó năm nay á, nó cũng trên 50 tuổi rồi. Bây giờ cái hình này nọ chắc cũng còn ở chùa đó luôn. Còn, ba mẹ nó chắc cũng thường xuyên đi tới. Mà ngoại quên, không biết chùa nào lâu quá rồi ngoại quên. Thì con biết hồi xưa đó hả, là ở bên đó, bên cái xóm bên đó hả, xong đó là coi lụi hụi là chết trôi hoài luôn. Rồi con biết không, lụi hụi bên đó là chết trôi hoài. Có cái cô đó cũng vậy, đi qua ăn tội nghiệp hết sức luôn. Đi qua ăn sinh nhật của bạn làm chung xí nghiệp á,
sinh nhật của con bạn, bà dẫn con mình theo, nghĩa là đi chung cho người, cốt ý là cho cháu vui mà như là mẹ đi làm suốt luôn không biết không. Giờ bây giờ ở nhà có dịp đi dẫn cháu đi theo, đi theo rồi cái hả lo chị em nói chuyện xì xào hồi quên thằng bé đi. Rồi con biết ở đó là đi ra là cầu dán người ta bắt ra nhiều cái cầu, đi cầu tiêu công cộng, cầu xong đó đi ra lọt chết chừng, đi kiếm quá trời không có, chạy ra con nhỏ bạn nó nhớ trực chạy ra là con nó nằm dưới mà nước đó, mới lé đé à, mà con biết đó, sống xô gì là mới lé đé đó. Trời ơi mẹ nó khóc quá trời quá đó, con biết vớt lên bé gái. Rồi thêm một đứa nữa cũng vậy đó, đi đâu cầu kiểm á, cầu kiểm là chuyên môn con trai, còn cái sông trong là con gái. Cầu kiểm cũng vậy, con biết hả, cái thằng nhỏ nó cũng vậy đó, thấy thương lắm, đầu cạo ba giá mà nó đẹp trai lắm kìa đó con biết, mà mẹ nó hả cho đeo đồ tùm lum mà đeo cũng si nhê vậy. Tại vì nó đã có noi rồi, nhưng mà nó nói, nó ngủ nó dịnh rồi tự nhiên nó nói, nó nói hả mẹ mẹ à, ba về ba kêu con á mẹ, ba kêu con á, ba biểu con đi theo ba đi, đi ba mua bánh cho con ăn. Cái mẹ nó sợ quá, mẹ nó sợ quá, mẹ nó mới dẫn đi xuống cho ông sư á, nói ông sư cho đeo niệt đeo đồ. Có đi ra thả chuồng chuồng á, đi ra bắt chuồng chuồng vậy nè, bắt chuồng chuồng thả chuồng chuồng đó. Rồi con biết ha, mặc cái quần tuột lên tuột xuống chết, té chứ chết, té mà người ta nghe cái ùm người ta chạy ra liền, nó sống giật vậy nè, trôi la quá trời, đi mò không có, chừng có được cũng chết đó con biết. Mà lụi hụi là nghe ở bên đó cũng sợ, trời ơi mày hồi đó ngoài sợ lắm. Ở nhà có hai cậu mày cũng vậy đó, tao cấm tao không cho đi tắm sông, nhưng mà không biết lặn hụp sao mà dứt lội giỏi luôn đó. Còn dân mày cũng vậy luôn, mấy đứa con ngoại cũng vậy nó, con gái con trai tao cấm, tao thấy tắm là tao đánh, mà trốn tưởng sao lội như rái vậy đó. Rồi thì câu chuyện nó như vậy đó, ngoại kể trời ơi có sanh có tử rồi, thấy chết thì thấy đau xót tụi cháu ơi. Rồi ngoại kể vậy đó. Xin chào các cháu nha, chào ngoại, chào cả nhà. À, các cháu nào có thương mến ngoại á, thì có chuyện gì đó về gửi về cho ngoại. À, khám phá bí ẩn á, chứ có YouTube luôn, nó gửi về cho ngoại, ngoại sẽ chia sẻ lại cho cô bác rồi xem với các cháu xem. À, xin chào nha.